kính chào quý vị. Quý vị đang quay trở lại với phần 2 của bản tin Địa ốc. Mở đầu là một thông tin về bất động sản Trung Quốc. Các tòa nhà tại Trung Quốc thi nhau mọc lên bất chấp tốc độ tăng trưởng đang giảm dần và sự dư thừa các tòa nhà cao tầng ở nhiều thành phố. Rõ ràng là các tòa nhà bị bỏ hoang không phải là một dấu hiệu tốt cho ngành bất động sản Trung Quốc. Khi kinh tế Trung Quốc bùng nổ trong suốt một thập kỷ qua, nhiều nhà đầu tư quan niệm rằng cứ xây dựng các tòa nhà thì sẽ có người đến thuê mua. Thành phố Thành Đô ở miền Tây Nam Trung Quốc hiện đang xây dựng nhiều cửa hàng bán lẻ hơn cả 86 thành phố ở châu Âu cộng lại. Thế nhưng trong bối cảnh tăng trưởng Trung Quốc đang chậm lại, việc xây dựng tràn lan các tòa nhà là rất nguy hiểm. Theo lãnh đạo một công ty phát triển nhà đất, vấn đề là nhiều công ty bất động sản không biết cách quản lý các dự án của họ. Tôi thấy quá dư thừa vì các công ty đều xây dựng các tòa nhà văn phòng loại A. Nếu các công ty phát triển nhà đất và chính phủ lên kế hoạch tốt hơn cho các nhu cầu bất động sản khác nhau thì cung sẽ không vượt quá cầu. Kiếm tiền nhanh chóng là mục tiêu của nhiều công ty bất động sản. Khi chính phủ chỉ cho phép đầu tư xây nhà cho người dân trong nước, nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang đầu tư các cao ốc văn phòng. Tôi nghĩ không nên đánh giá thấp khả năng của nền kinh tế Trung Quốc để đưa ra những thách thức như vậy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thách thức sẽ rất lớn và chúng ta phải tìm giải pháp cho vấn đề, chẳng hạn như kéo đổ các tòa nhà. Các công ty phát triển nhà đất tại Thành Đô cho rằng chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm mục đích khuyến khích nhiều người chuyển đến các thành phố sinh sống. Nhưng đối với nhiều nơi, kế hoạch đó có lẽ quá trễ để thực hiện, vì nhiều tòa nhà được thiết kế không phù hợp với mục đích sử dụng của người dân. Số lượng nhà mới bán ra tại Mỹ ngày càng nhiều. Điều này tạo ra hy vọng tăng trưởng cho các ngành sản xuất vật dụng gia đình, vốn phát triển ào ụt từ năm 2006 đến nay. Tuy nhiên, những khó khăn hiện tại của nền kinh tế có thể khiến cho điều này không được như ý muốn. Ngày càng có nhiều người Mỹ dọn đến nhà mới, điều này đang khiến cho mặt hàng vật dụng gia đình được tiêu thụ mạnh, góp phần không nhỏ vào thu nhập của cả nước Mỹ. Năm ngoái, các trang thiết bị hộ gia đình đã đóng góp 1% cho GDP của Mỹ, và tính đến thời điểm hiện tại, chi tiêu hộ gia đình cho các vật dụng này tại Mỹ đã đạt một nửa con số đó. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn còn nghi ngại về mối liên hệ giữa doanh số nhà ở và doanh số vật dụng gia đình. Thời buổi khó khăn, ai cũng sẽ suy xét rất kỹ lưỡng trước khi rút hầu bao của mình. Không phải ai mua nhà mới thì cũng sẽ mua vật dụng gia đình mới. Các vật dụng gia đình thường có thể sử dụng từ 7 đến 15 năm, trong khi thời điểm nóng nhất của bất động sản Mỹ chỉ cách đây 5-6 năm. Ảnh hưởng từ lĩnh vực nhà đất, ngành sản xuất các vật dụng gia đình ở Bắc Mỹ vẫn phát triển rất eo ụt từ năm 2006 tới nay. Chuyên gia Jim Yin cho biết, trước các tín hiệu phục hồi của thị trường nhà đất, ngành này đang lên kế hoạch tăng trưởng trung bình 2,8% từ đây cho đến năm 2016. Nhưng để đạt được điều đó trong thời điểm kinh tế vẫn còn khó khăn, các hãng sản xuất sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thuyết phục khách hàng chịu chi cho những món đồ mới. Trong khi phải cắt giảm rất nhiều khoản theo cam kết giảm thâm hụt ngân sách, Tây Ban Nha lại muốn mở rộng thêm hệ thống đường sắt cao tốc vốn đã lớn thứ hai trên thế giới. Nhiều người cho rằng chính phủ nước này đang lãng phí ngân sách và các dự án hạ tầng lớn để chứng tỏ đất nước thực hiện hiện đại hóa, trong khi hiệu quả kinh tế của chúng thì lại không cao. Một con đường nhỏ không mấy sạch sẽ là nơi qua lại của nhiều nông dân địa phương, lại là lối vào chính của một nhà ga hiện đại tại thành phố nhỏ bé Vilena, nơi có tuyến đường sắt mới nhất của Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã cấp vốn xây dựng tuyến đường sắt nối liền Madrid và thành phố Alicante. Chính quyền địa phương thành phố Valencia chịu trách nhiệm kết nối tuyến đường sắt này với đường cao tốc gần đó và thành phố Vilena, nơi có hơn 35.000 người sinh sống. Nhưng chính quyền Valencia đã không còn đủ ngân sách để xây dựng các tuyến đường kết nối, vì thế nhà ga trở nên vắng vẻ và tách biệt với các khu vực xung quanh. Sự việc này nói lên rất nhiều điều về tình trạng tài chính hiện tại của Tây Ban Nha. Nước này muốn xây dựng nhiều công trình lớn để cho thấy đất nước đã được hiện đại hóa, nhưng lại không đủ kinh phí để chi trả. Chính quyền Valencia cam kết sẽ hoàn thành công việc thuộc trách nhiệm của mình, nhưng chưa rõ khi nào thì mới có đủ kinh phí thực hiện, bởi thành phố này đã cắt giảm các khoản mà họ có thể cắt được, kể cả ngân sách dành cho trường học và bệnh viện. Tây Ban Nha đã rơi vào suy thoái kể từ năm 2008, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp và buộc phải cầu cứu sự hỗ trợ tài chính quốc tế. Tây Ban Nha đã buộc phải cắt giảm rất nhiều khoản, nhưng lại dự định mở rộng thêm hệ thống đường sắt cao tốc, vốn đã lớn thứ hai thế giới, chỉ sau hệ thống đường sắt Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này bị nhiều người phản đối vì các dự án không chứng tỏ được hiệu quả kinh tế. Hơn 200 người đã tụ tập ở một nhà ga mới xây dựng để biểu tình. Trở lại một thông tin về bất động sản Trung Quốc. Trong khi bong bóng bất động sản đang cận kề, thì Trung Quốc buộc phải áp dụng rộng rãi luật thuế bất động sản để giảm nhiệt thị trường. Và nửa cuối năm nay, thêm 5 thành phố của Trung Quốc sẽ tiến hành đánh thuế nhà đất. Thông tin từ truyền thông Trung Quốc thì trong 6 tháng tới, nhiều thành phố của nước này sẽ thử nghiệm đánh thuế bất động sản. Đây là một trong những biện pháp giảm nhiệt cho thị trường nhà đất nước này trước nguy cơ vỡ bong bóng. Các thành phố sắp đánh thuế bất động sản bao gồm Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Nam Kinh, Hàng Châu và Thanh Đảo.
Ở vùng phía đông Trung Quốc thường đông dân nên thuế bất động sản ở từng thành phố sẽ linh động, tùy theo thành phố đó có bao nhiêu người sở hữu nhà và mỗi người sở hữu được bao nhiêu phần diện tích. Còn ở vùng Trung và Tây Trung Quốc, thuế bất động sản sẽ tính gộp vào giá trị bất động sản đó. Ngoài ra trước đó, Thượng Hải và Trùng Khánh cũng đã áp dụng thuế bất động sản cho đối với giao dịch mua nhà lần thứ hai, nghĩa là mỗi người khi mua ngôi nhà đầu tiên thì không bị đánh thuế, nhưng khi mua ngôi nhà thứ hai trở lên sẽ bị đánh thuế 0,4 đến 0,6% ở Thượng Hải và 0,5 đến 1,2% ở Trùng Khánh. Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục áp dụng thuế bất động sản trên khắp các tỉnh thành cho đến khi thị trường bất động sản nguội lại. Dù biết khi có quy định này, nguồn thu từ mua bán bất động sản sẽ sụt giảm. Ethiopia, một quốc gia nhỏ ở phía Đông Phi, có tham vọng trở thành nước xuất khẩu điện lớn nhất khu vực với dự án xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ngay trên sông Ninh. Nhưng liệu khi tham vọng này có thành sự thật hay không khi dự án đập thủy điện vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nước bạn, đặc biệt là Ai Cập, nơi sử dụng nguồn nước sông Ninh như nguồn nước chính? Đập thủy điện Đại Phục Hưng là dự án lớn nhất của Ethiopia. Quốc gia nhỏ bé với nền kinh tế khó khăn ở châu Phi sẵn sàng chi 5 tỷ đô để có cho mình một đập thủy điện lớn nhất châu Phi. Ethiopia khẳng định đập Đại Phục Hưng sẽ sản xuất điện đủ cho nhu cầu trong nước và cả xuất khẩu. Thậm chí Ethiopia đang lên kế hoạch đầu tư 12 tỷ đô la Mỹ, khai thác triệt để sông Nin và trở thành nước xuất khẩu điện mạnh nhất khu vực. Tuy nhiên, đập thủy điện Đại Phục Hưng trên sông Nin của Ethiopia đang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Ai Cập vì lo ngại xây dựng đập thủy điện sẽ làm ô nhiễm nguồn nước chính của họ. Vấn đề quan trọng là chúng tôi không muốn nguồn nước của mình bị ảnh hưởng. Cả chất lượng lẫn lưu lượng nước đều phải được đảm bảo. Đó chính là điều chúng tôi quan tâm. Nhưng bỏ qua tất cả, tuần trước Ethiopia đã cho phép dự án này bắt đầu cùng với lời khẳng định đập này hoàn toàn vô hại với sông Nin. Dĩ nhiên Ai Cập không đứng nhìn Ethiopia đe dọa nguồn nước của mình. Ngày 10 tháng 6, Tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi tuyên bố Ai Cập không muốn gây chiến với Ethiopia, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu Ethiopia tiếp tục làm lơ mọi ý kiến của họ. Ông Morsi cho biết ông hoàn toàn hiểu rằng Ethiopia đang muốn phát triển và muốn tận dụng tài nguyên từ sông Nin. Nhưng vấn đề là Ai Cập không chấp nhận để sông Nin, nguồn nước chính của mình, bị ảnh hưởng. Nó có thể bị ô nhiễm vì đập thủy điện hoặc lưu lượng nước chảy về Ai Cập bị giảm xuống. Mà dân số Ai Cập lại gia tăng rất nhanh, hiện đã là 84 triệu người, tất cả đều phụ thuộc vào nguồn nước từ sông Nin. Sự phản đối của Ai Cập nhận được sự ủng hộ từ Sudan và các chuyên gia, dù trước đó phía Ethiopia khẳng định sẽ không có gì ảnh hưởng đến sông Nin. Theo báo cáo về kỹ thuật xây dựng thủy điện của phía Ethiopia, thì việc xây dựng đập thủy điện chắc chắn sẽ tác động xấu đến môi trường và nguồn nước. Nó có thể làm giảm lưu lượng nước từ sông Nin chảy về Ai Cập và khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu nước. Nếu bị đập thủy điện của Ethiopia chặn nguồn nước, Ai Cập sẽ thiếu nước làm nông nghiệp và thủy điện, mà hiện tại hai ngành này của Ai Cập cũng đang ì ạch vì khủng hoảng nhiên liệu. Nếu thiếu nước nghĩa là nông nghiệp đi xuống thì nông dân thất nghiệp nhiều hơn, chưa kể thủy điện cũng bị ảnh hưởng, năng suất chắc chắn sẽ giảm nếu xuất hiện đập thủy điện từ Ethiopia. Ngay khi có thông tin Ethiopia xây đập thủy điện trên sông Nin, nhiều nông dân Ai Cập đã không giấu vẻ lo lắng cho nguồn nước canh tác của mình. Khi tôi nghe trên TV rằng Ethiopia sẽ xây một cái đập ngay trên sông Nin và chúng tôi sẽ không có nước đầy đủ như trước đó, tôi cảm thấy thực sự rất lo lắng. Nếu những kênh đào không còn nước, bị khô cạn, cuộc sống của chúng tôi, cánh đồng của chúng tôi sẽ như thế nào? Đồng ruộng của chúng tôi hiện tại cũng đã eo uột lắm rồi, nó sẽ còn tệ ra sao nếu như họ muốn xây dựng cái đập đó? Bất chấp lời cảnh báo của giới chuyên gia, sự lo lắng của nông dân Ai Cập, chính phủ Ethiopia vẫn khẳng định sẽ xây dựng đập thủy điện trên sông Nin. Họ cho rằng mọi lời nói ra nói vào về tác hại của đập thủy điện vẫn chỉ là suy đoán và chưa có cơ sở. Ethiopia liên tục lên tiếng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lưu lượng cũng như chất lượng nước của con sông này. Khi đề cập đến vấn đề vốn xây dựng, Ethiopia khẳng định dù ngân sách eo hẹp vẫn xoay sở đủ 5 tỷ đô, trong đó có 1 tỷ đô hỗ trợ từ Trung Quốc. Và tiếp theo trong phần 2 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai phóng sự nổi bật như sau. Vạn Tường, thành phố cấp xã tại Quảng Ngãi bây giờ ra sao? Tám dự án cơ sở hạ tầng hứa hẹn trên thế giới.